Trên các tuyên phố, nhiều gia đình đã bày biện chuẩn bị mâm lễ cúng thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Một số gia đình cũng tới điển thượng, phường Lào Cai để dâng hương cầu bình an đầu năm mới. Năm nay Lào Cai không tiến hành tổ chức bắn pháo hoa do tình hình của dịch bệnh. Vì vậy, trước các tuyên phố tại Lào Cai, nhiều tổ chức cá nhân đã tự bắn pháo hoa vào giao thừa để chào đón năm mới. Nhiều người dân tranh thủ đi xem pháo hoa để tận hưởng không khí của đêm giao thừa dưới thời tiết khá lạnh. Tuy vậy, vẫn còn một số địa điểm còn tình trạng đốt pháo nổ pháo do nước ngoài sản xuất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để bảo vệ bản thân và đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đón Tết trọn vẹn, đầm ấm, vui vẻ, người dân cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo 5K, tuân thủ các quy định của pháp luật.